Hey, xin chào các bạn đã đến với Shin Tarot. Thì chủ đề của trải bài này là họ nghĩ gì về bạn. Và vì đây là một trải bài chung nên mình mong mọi người hãy đón nhận thông điệp một cách cởi mở nhất nhé. Điều đầu tiên mình thấy có vẻ là họ nghĩ trong ý mình là trong mắt họ, bạn là một người có vẻ suy nghĩ của bạn chín chắn hơn so với độ tuổi thật của bạn. Bạn là một người chăm chỉ và cái kiểu là biết chăm sóc cho bản thân của mình, biết đầu tư cho tương lai của mình, kiếm tiền giỏi, và bạn biết được những gì bạn làm sẽ dẫn đến những kết quả nào. Và họ còn thấy là bạn thu hút họ, giống như là bạn muốn làm cái việc gì đó thì bạn sẽ lên kế hoạch là mình cần làm gì, cần những thứ gì, và biết được là cái mục tiêu, cái kết quả mà bạn hướng đến như thế nào. Và họ cũng khá là nể bạn và khâm phục bạn vì cái tài năng đó. Bạn còn là một người công bằng giữa sự cho đi và nhận lại. Bạn cân bằng được cuộc sống của mình, cân bằng lại được những mối quan hệ xung quanh. Và cái điều đó cũng là một phần khiến cho họ cảm thấy bạn rất là thu hút trong mắt họ. Nhìn chung thì mình thấy bạn trong mắt họ là một người kiếm tiền giỏi, có tài năng và quản lý tài chính tốt, định hướng được bản thân của mình như thế nào.